Cà phê kết, kết đi đừng ngại. Rumi Bar luôn biến hóa, tỏa chất riêng, giá từ 3.990.000 đồng. Trong năm 2018, người ấy là ai đã hoàn thành được sứ mệnh, lan tỏa những thông điệp mạnh mẽ, tạo được sức hút nhất định và trở thành hiện tượng của chương trình truyền hình vào dịp cuối năm. Tiếp nối thành công của mùa 1 sẽ là những cơn sóng mạnh mẽ hơn, bứt phá hơn, hứa hẹn nhiều điều thú vị và bất ngờ cho quý khán giả. Người ấy là ai? Mùa 2 đã chính thức trở lại. Tại sao cái thứ rơi tinh thứ 3 nó tím hơn mùa đầu? Tím một cách đậm đà hơn. Chương trình này lần này nha quý vị nhá, trai cũng sẽ đẹp hơn. Và tím thì cũng tím hơn. Thế rồi. Ok, chắc chắn rồi, chào mừng okay. Quay trở lại với Đài Live mùa 2. Ok. Duyên dáng hơn. Chúng ta phải rơi màu xanh vì tương lai của chúng đúng ta. Rồi. Em bỏ chi xin. Bá đạo hơn. Why you think he's purple? Because I stay here 13 episodes. And you still single. You have boyfriend then. Kịch tính hơn. Và siêu phẩm hơn. Tất cả đã sẵn sàng cho một hành trình mới. Hãy cùng nhau đi tìm người ấy là ai. Thì quý vị và các bạn đang đến với chương trình Người ấy là ai mùa 2. Chúng tôi xin được giới thiệu ban cố vấn rất là dễ thương của chương trình ngày hôm nay. Đầu tiên xin được giới thiệu nhân vật quen thuộc của chúng ta, Hoa hậu Hương Giang, ca sĩ Mai Tiến Dũng, ca sĩ Tóc Tiên. Một nhân vật rất là đặc biệt, một khách mời đặc biệt mà chúng tôi đã mời từ Thái Lan về đây. Một trong những siêu mẫu nổi tiếng và được yêu mến nhiều nhất tại Thái Lan. Thưa quý vị, Luca! Thưa quý vị, người ấy là ai do HTV2 V Channel thực hiện, được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ tới 6 hàng tuần. Chúng tôi xin được cảm ơn đơn vị tài trợ chính đồng hành với chương trình nhãn hàng Cà Phê Kết. Và cũng xin được cảm ơn đơn vị đồng hành với chương trình nhãn hàng điện thoại Realme. Nice to meet you, Luca. Hello. Yeah, how was your flight? It was very nice. Thank you very much. I hope that you enjoyed the show today. I'm very excited. I'm so ready. I know it. Và thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi sẽ mời quý vị cùng với Luca và những vị khách mời còn lại đến với những phút giây thăng hoa cùng với chương trình, giúp cho một cô gái có thể tìm được chàng trai lý tưởng của đời mình. Và xin được giới thiệu cô gái của chương trình ngày hôm nay. Xin chào mọi người, mình là Minh Thư, tên thường gọi của mình là Milan. Công việc hiện tại của mình là một diễn viên và bây giờ hiện tại mình đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Mọi người có thể thấy Milan là một người rất là lạc quan và vui vẻ. Và hiện tại mình có nuôi một chú chó nhỏ tên là Bong, cho nên là mình rất là yêu động vật. Để có được nụ cười ngày hôm nay, mình đã trải qua rất là nhiều thăng trầm trong cuộc sống này. Đã có một thời gian mình đã bị mất ngủ 6 tháng, cũng một phần là do đầu mình có quá nhiều suy nghĩ. Suy nghĩ về một chuyện tình mà người đó đã làm cho mình rất là đau khổ. Anh ấy cũng làm trong giới showbiz giống như mình. Thì tụi mình có quen nhau được trong vòng gần 2 năm. Trong năm đầu tiên
thì mình cảm thấy là anh ấy và mình hòa hợp với nhau rất là nhiều điều. Tuy nhiên đến năm thứ hai thì mình phát hiện ra là anh ấy có những mối quan hệ với nhiều cô gái khác nữa. Tụi mình đã tranh chấp cãi nhau rất là nhiều lần. Ban đầu thì mình cảm thấy mọi chuyện mình có thể cho qua được. Nhưng mà mọi người có biết không, cái cảm giác mà khi mà đã quá nhiều lần và đã quá nhiều vết xước như vậy á, thì nó không còn nguyên vẹn như ban đầu nữa. Mình đồng ý chấp nhận ra đi. Mình đã trải qua một biến cố rất là lớn, đó là ba của mình mất. Thực sự là lúc đó mình cảm thấy rất hụt hẫng và mất niềm tin vào cuộc sống này. Cho nên là sau khoảng thời gian đó, mình đã vực dậy được. Milan muốn được sống đúng theo cảm xúc, không che giấu nữa. Là một Milan biến hóa hoàn toàn mới, tỏ chất riêng của chính mình và trưởng thành hơn sau những thăng trầm của cuộc sống. Và ngày hôm nay mình đến với chương trình đó, hy vọng là mình sẽ tìm được một chàng trai độc thân, vui vẻ, có thể làm cho mình cười, có thể cùng trò chuyện với mình, biết yêu thương gia đình và đặc biệt là phải yêu thương động vật giống như là mình yêu thương chú chó nhỏ của mình vậy. Và cô gái của chương trình ngày hôm nay xin giới thiệu Minh Thư, còn gọi là Milan. A princess. Em xin chào mấy chị đang cố vấn. Em chào anh Trấn Thành và tất cả các quý vị khán giả có mặt trong chương trình ngày hôm nay ạ. She's so beautiful, isn't she? She looks like a princess. She when she walks she out. Yeah. So thank you. Very beautiful. Có vẻ là bạn ấy cũng còn rất là mong manh, còn có vẻ là khá là trẻ con đúng không? Thích người yêu phải thích cả con cún của mình nữa. Đơn giản vì họ thích động vật thôi. Nhưng mà hồi nãy em kể trong đó nó có một cái người đàn ông đã từng làm cho em buồn á. Người đó làm công việc gì? Cũng là trong showbiz luôn ạ, à, một ca sĩ ạ. Was that you? Was that you? Because you're a singer, right? I wish. It's impossible. It's impossible. I guarantee. No, his color is quite same. He's, yeah, he's still single. Single. Oh, yeah. Single. Em có thể tiết lộ cái chữ cái đầu tên người đó được không? Ok. Trời ơi, sao ác vậy, bắt nói ra là chết. Ah, chữ cái đầu mà. Một chữ cái không cũng không được, một chữ cái đầu. Ví dụ như mà trong, đoán trong chữ đó nhá, thì em sẽ cho mọi người một chữ y ngắn. Nữ Phước Thịnh. Nữ Phước Thịnh. Có chữ ngắn. Đúng, Nữ Phước Thịnh có chữ ngắn. Nữ Phước Thịnh. Isaac. Oh. Isaac. Wow. Wait. So this is the boyfriend that cheated on her, right? Yes. Just tell us the name so we all know. Just tell us. Sau đó thì anh ta có rất là nhiều mối quan hệ với người con gái khác đúng không? Khi mà em phát hiện ra lần thứ nhất á, người đó có xin lỗi em. Thế là em cho qua một lần. Nhưng mà càng về sau ấy, đã quá nhiều lần mà em có thể bắt gặp được những cái bằng chứng đó ở trong nhà của người đó. Cho đến lần cuối cùng thì em vẫn một lòng bảo vệ cho người yêu mình, để cho mình cảm thấy là mình đừng bị tổn thương nữa. Em ơi, em phải có một bài học. Chị mới có câu nói trên mạng đó: phản bội lần đầu là lỗi của anh, nhưng để anh phản bội lần nữa thì là lỗi của tôi. Yes. Bao lâu rồi em? Tụi em chia tay vào năm 2015. Khoảng một thời gian sau đó thì người ấy có tự động liên lạc lại với em. Anh có thể nào bắt đầu lại được không? Dù gì thì ai cũng có lỗi hết. Nhưng mà khi mà em đã dứt khoát ra đi được rồi á, thì cái tình cảm nó không còn nữa. Em có gặp lại và cả gia đình của người ấy luôn, có gọi điện thoại và liên lạc với em. Và người ấy cũng liên lạc trực tiếp với mẹ em luôn.
để có thể níu kéo em lại. Sau đó là 2 tháng, 1 năm, mỗi cái Tết người ấy đều gọi điện thoại cho mẹ em và không dám gọi điện thoại cho em. Hỏi về em như thế nào, dạo này em quen ai, cuộc sống em như thế nào, có tốt không? Em biết không, trong cái tình yêu á, riêng bản thân của phụ nữ anh nghĩ nó còn có cái chữ nể nữa. Phải nể đàn ông mới yêu đàn ông được. Tự nhiên mình qua cái chữ nể rồi thì bắt đầu là mình sẽ không còn quay trở lại được như ban đầu nữa. Tức là đến bây giờ anh ta vẫn chưa có người yêu hay là... Anh ấy có người yêu rồi. A lot of people, they don't appreciate what they have now. Until they lose. So now that he lose her, he still feels guilty, like you said, and try. Thực ra nhé, đối với câu chuyện của bạn này thì em hoàn toàn hiểu được. Mặc dù cái thời gian mà chị có một cái thời mối quan hệ nó không dài 2 năm như em, nhưng mà câu chuyện nó khá là the same. Dũng cũng, anh Dũng cũng biết. No, I think là vẫn là may mắn hơn. Ít ra có cái trải nghiệm đấy còn hơn là ế, đúng không ạ? Dạ đúng, dạ đúng. Okay, you know what, everybody, move to Thailand. I find you all boyfriend. yes. Are they men? Are they real men? Well. I don't know, you know, Thai men so difficult now. Because when you look at them and you think they're like real men, they're third gender. Uh-huh. But then, and he's so like third gender, like. Thai men so difficult. Okay, so today we're gonna find a new boyfriend for her. Yes. Okay. To make her believe. So you could forget about the old one. Khi mà em chia tay ấy, anh chị cũng biết được là em đã dành hết tình cảm của mình cho người đó. Anh có biết là ngay cả mẹ em còn mắng em là tại sao em lại yêu một cách dã man như vậy? Không, nhưng bây giờ nè, em hứa với chị, nếu như ngày hôm nay chương trình hay mọi người có giúp em tìm được một người đàn ông mới thì em không được yêu như vậy nữa. Dạ đúng, suy nghĩ của em hiện tại là sau cái câu chuyện tình đó thì em sẽ biết cân bằng lại hơn. Dạ yeah, đúng, cân bằng. Dạ, giữa người yêu, giữa gia đình, giữa công việc. Cả thế giới đều nói nhau là sẽ cân bằng sau một mối tình thất bại và họ lại ngu cho lần yêu kế tiếp em ạ. À. Không nha. Không. Team phụ nữ độc lập phản đối. Đúng, phản đối. Phản đối. Là vì các chị chưa gặp cái người đúng kế tiếp. Các chị gặp đúng cái thứ mà nằm trong gu của mấy chị lại yêu dại khờ một lần nữa y như vậy. Và lần nào cũng sẽ là như vậy. Tôi cam đoan là như vậy. But you cannot live without love. Exactly, right? Nên anh thì anh khuyên ngược lại, cuộc đời mình nên ngu nhiều lần để khôn đúng một lần cuối cùng. Em hiểu không? Đâu là lần cuối cùng đâu nha. Yes. Lần cuối cùng là cái lần an toàn giúp em, là lúc đó em đã khôn rồi đó, để em lựa được nó đó. Chị chỉ khuyên em một câu là bây giờ không cần cân bằng gì hết. Cái lần sau mình yêu thì mình phải yêu mình trước. Dạ đúng. Không cần cân bằng đâu. Riêng cái đó thì đúng. Thì là đang khuyên cái đó đó, tự dưng trời ơi tôi phản đối quá trời luôn. Em ơi. Đúng. Tình yêu để kệ nó, nhưng mà ngu lần đầu là lỗi của em. Ngu lần tiếp thì vẫn là lỗi của em luôn. Ngu lần đầu là lỗi của em, ngu lần sau vẫn là lỗi của em. Lần sau cũng là kiểu gì cũng lỗi của em. Nhưng mà khoan nè. Dạ. Có cái điểm không lành của cái mùa này nha. Sao vậy? Tại sao cái chữ rơi tinh thứ ba nó tím hơn mùa đầu? Bây giờ anh thấy để ý đúng không? Ờ hả. Nó tím một cách đậm đà hơn. Em phải hiểu như thế này. Vì có cà phê kết nên mà có hương vị đậm đà. Yeah. Em hiểu chưa? Nên làm chương trình này lần này nha quý vị nhá. Trai cũng sẽ đẹp hơn. Và tím thì cũng tím hơn. Thế rồi. Ok, trân trọng và chào mừng mọi người quay trở lại với người live mùa 2. Ok. Em đã sẵn sàng để bước vào thế giới của người ấy là ai chưa? Dạ, em sẵn sàng. Ok. Vậy mời Milan và toàn thể quý vị cùng gặp gỡ siêu phẩm của chương trình. Sau vài phút giải lao chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Quý vị và các bạn đã trở lại với Người Ấy Là Ai mùa 2. Mời quý vị và các bạn gặp gỡ dàn siêu phẩm của chương trình hôm nay. Xin mời. Ladies and gentlemen, năm chàng trai đến làm một món ăn. Tổng thân em ơi, tâm sẽ bị loãng choáng. Không cần vũ khí và không cần tung tên. Chỉ một ánh mắt đủ làm người mê. Đây
Very beautiful and handsome, baby. Nhưng mà đã nói rồi đó, là cái màu tím kia sao nó tím hơn mọi ngày. Anh đã bảo rồi. Nó báo hiệu một cái điều gì đấy nha. Có kết ai chưa? Em có kết ai chưa? Kết không biết đâu, nhưng mà váy hôm nay là báo hiệu rồi. How do you think the boys tonight? Oh, Johnny, hello. Excuse me, we found the man for her. Oh, not for you. Okay, I'm sorry. We're looking for you. Sorry, I forgot. Okay. No, very, very handsome group. Very handsome, good looking group. Yes. Tiên, em thấy thế nào? Nhìn năm người hiện giờ thì rất là khó, chưa xác định được là ai thuộc cái bảng tên nào đâu. Nhưng mà nếu mà gọi là ấn tượng thì chắc là ấn tượng với cái bạn đầu tiên nhất. Yeah, Johnny. Johnny. Oh my goodness. How tall are you? 186. Ooh. Ladies and gentlemen. 186. 1m86. Gì vậy em chỉ là vậy làm sao? Very table. Trời ơi, tối này anh Johnny thí dụ anh cần lấy chăn, anh đâu cần bắt ghế. Không sao, nhưng mà mình 1m68. Gì thế? Hả? Em hả? Không. Anh 1m86, em 1m68. Đang giới thiệu từ mình chọn cho Milan. Đúng Giang. Em ơi, không, em nhìn lộn rồi. Em với Luke sao vậy? No, it's okay. It's been long time. It's been a long time too. So long. Không. Chúng ta vẫn tiếp tục hy vọng đúng không ạ? Dạ. Anh sẽ hỏi Milan là có ai nằm trong cái tầm nhìn của em chưa? Dạ có. Khoảng bao nhiêu bạn? Cái đó cho em giữ riêng em được không? Ok. Đừng nói với chị là cả 5 bạn đấy. Chúng ta hãy cùng gặp gỡ anh chàng đầu tiên, người đã làm cho cả Hương Giang và Lucas say mê. Xin mời. Chào em, anh tên là John. Anh ở Đức, về Việt Nam được 6 tháng rồi. Hiện tại anh đang làm Master Trainer trong phòng tập City Gym. I love the work because I love to build people's minds and bodies, because that goes together and that is my passion, to help people to grow up. I left Germany to come back to Vietnam, to my roots, because in Germany I felt incomplete. I had everything, but it still feels like nothing. Everything what I did before was meaningless. Then I realized for myself, life is bigger, bigger than that. I left everything behind me, like family, friends, and my job, to come back to Vietnam to find something that has a meaning for my life. And this could be you. The reason why you are a heartbroken girl is because you choose childish person. But I'm a real man, and I know how to treat a woman. So give me a chance to protect you. Em không có thích những cái người mà from Germany lắm. Why? Oh, em hiểu. Việt kiều về nước gì đó, không có hợp em. Bây giờ này, mình phải nói bằng chứng. Toàn bộ phông nền trong clip vừa rồi là màu đỏ. Và chàng trai từ Đức về cũng là Việt kiều. Trong tập chị em đã xem rồi, là anh ta cũng có bạn gái, là đi cùng bạn gái về. Anh ta lúc mà nói cái clip này cũng nói y chang à. Anh về bởi vì là anh muốn tìm một điều gì đó thật đặc biệt. Đó là em cái gì, em ở trong cái gà kìa. Em à. Mới cả em có phải là một cái người mà mình vận động nhanh không, mình cử động nhanh không? Thế thì không hợp nha, anh đang đấm bốc. Em phải né nhanh thì mới hợp. Ủa là sao mình phải né hả chị? Là em phải uyển chuyển, em hiểu không? Cho nên là chị nghĩ là ấm hợp. I'm sorry, but I choose your red color. Chị chanh, sao em? Em đó. Không, em bị choáng ngợp với em lâu quá rồi không nhìn trai, cho nên là cái độ phân tích, độ nhạy cảm của em nó bị giảm tí xíu. Chán em thiệt, em ghé nhà anh Đức thường xuyên hơn nha. Trai nha. Tại vì á, bạn này là tập là PT của phòng gym đúng không? Mà lại có rất là nhiều hình xăm. Uh-huh. Đó. Thì tự nhiên có một cái mẫu số chung mà em hay bị để ý lắm. Đó là?
Là một tím anh. Là một tím anh. Là một tím anh. Ai xăm là màu tím? Có. Em phải nói gì cho nó công bằng. Xăm có hai trường phái. Một là xăm vì mình không tím. Hai là xăm để che đi màu tím. Em hiểu không? Chị phải phân tích nha. Là nó có hai loại xăm. Xăm lông mày hay xăm mình? Chị nhìn chưa rõ lắm. Anh nhìn gần coi có xăm lông mày không anh? Thiên nhiên, thiên nhiên. Thiên nhiên. Not xăm, not xăm. Be a something painting. 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 Painting a guy. Giờ làm sao để check là có phải là xăm hay là painting? Đây, chị giơ cái gì lên? Màu so gì? So what do you think? Người ta như vậy mà đưa cái bảng màu tím. Trời ơi, em gặp nhiều lắm rồi, em gặp nhiều lắm rồi. Ok, xin mời chàng trai ít màu nhất của chương trình nào. Xoài chấm muối ớt đó, đó là combo ngày hôm nay. Muối tôm em. À muối tôm, muối tôm. Anh ấy mặc cho đúng với cái màu sắc của chương trình. Xanh đỏ và trái tim anh ấy. Yes, purple. Ok. Rồi sao? Một chàng trai mà khi mà hướng về Việt Nam như thế này, anh ấy chưa bao giờ cảm thấy được complete khi anh ấy ở bên Âu, thì anh nghĩ là có thể anh ấy đang rất là cô đơn. Và thần thái của anh ấy bước ra làm cho anh cảm thấy là anh ấy rất là đàn ông. Cho nên anh nghĩ anh nên giữ niềm tin cho gái của anh, đây là anh ấy còn độc thân. Ba màu rồi đó, ba màu rồi đó. I like what you said. And I think it's true because a lot of Westerners, when they live in their own country, sometimes they looking for something and they fall in love with Asian women because we're sweet and we're gentle. Well, some of us are. We're family. I'm not, but you know. So I think for me, to be this, to be purple, to be third gender, I think no. I think you're a real man. Yeah. Right? Looking at the tattoos, right? And looking at the, yeah, and, you know, and your the muscles. Being that handsome, that good looking, yeah, and around women all the time, you know, teaching, you know, workouts. I find it very difficult that you're single, but I would like him to stay first, uh-huh, so we can get to know him more. So for now, I'm going to say you're single. Ooh. Okay. How can you think this cannot be the I don't think he's purple. À, không sao, chỉ cần thời gian để làm quen với chương trình này. Why you think he's purple? Because I stay here 13 episodes. And you still single. You have boyfriend, then we talk. Johnny, if you're this, I'm gonna kill you. If you're this, go break up with her. Go break up with her. Okay, okay. But I want you to be this. Okay. Đó là những gì mà Lucky đã nói nhé. Và xin mời khán giả. À, 17% đã có chủ, 79% độc thân, 4% giới tính thứ ba. Hy vọng. Yeah, con số này hợp lý, right? Và bây giờ sẽ là chàng trai thứ hai. Chào em, anh là Thế Trung. Anh sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật âm nhạc tại Hà Nội. Có ông và gia đình đã cống hiến nhiều năm cho Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Tuy nhiên thì anh lại có niềm yêu thích đặc biệt với những công trình kiến trúc đồ sộ. Vì vậy mà anh chọn trở thành một kiến trúc sư hoạt động trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc và nội thất cao cấp. Sau nhiều năm tu nghiệp tại Ý thì hiện nay anh đã trở về nước và sáng lập và điều hành thương hiệu thiết kế riêng của chính mình. Mỗi một công trình, mỗi một tác phẩm của anh thì nó đều phản ánh những suy nghĩ, những góc nhìn và tính cách của anh. Anh luôn hướng tới sự sang trọng nhưng đơn giản. Anh chắc chắn mình không phải là một người khô khan, mà là một người tràn đầy sự ngọt ngào trong cuộc sống và tình yêu. Anh không phải là một hoàng tử, và em cũng không cần phải là một nàng công chúa đâu. Nhưng mà đến bên anh sẽ cho em cảm giác như một nữ hoàng. Hãy chọn anh em nhé. Là la. Xin giới thiệu với mọi người nha, đây là thạc sĩ về kiến trúc nha các anh chị, rất giỏi, du học ở nước ngoài mới về. I'm wondering, he's not wearing any socks. No, maybe the infinity. I know. Infinity shock. Well, mostly men who don't wear socks, they are they maybe? Are you wearing socks? Yeah. You see?
You're not this, are you? Hey, you asked me very hard question to answer. He looks like everything in order. Very proper, very like neat. So I don't know, maybe he's tough. You're tough for me. Yeah. And you're very tough. Fashionable with his hair color and not wearing socks. Oh, he you see the watch? Is that Richard Mille? Ooh. Is it Richard Mille or Hot Blood? Really? Let me check. Okay. Yeah, Richard. Oh my God. Limited edition. Ooh. Oi. Oh, and Cartier. Is it Christian Louboutin? Wait. Oh, it's a Montblanc. Montblanc. No. This guy. No. This is from Vietnam. Yeah. Oh my God. He's rich. Rich. And very fashionable. What kind of Cartier bracelet, that one? Yeah. What kind? With diamonds. With diamonds. I need to see it. I need to see because yeah, maybe I'll tell you why. Okay. Double check. You know why? Because Cartier, they have the bracelet and you cannot take off. And people who have partner already will have that bracelet. That's why. But it's not that one. But that's not love lock. Green or purple. This good, this rich and educated and smart? No way he's single. He's taken, for sure. Maybe. Thực ra là nếu mà nói mình nội thất thì ý là perfect rồi đúng không? Thì lúc đầu mình tưởng là anh này anh ấy có một chút sóng tình nhưng mà thực ra cái sóng này nó không phải là ở Sầm Sơn, Đồ Sơn. Nó là một cái sóng nhẹ nhàng ở Venice, đúng không ạ? Miami. Quang Miami nó bên Mỹ em. Milano. Not Miami. Cho nên là cái anh này là cái gu này thì biết là một cái chàng trai Hà Nội. Cho nên khả năng có thể là anh này đã lập gia đình hoặc lập là... Lập gia đình luôn à? Hoặc là có người yêu rồi cũng nên đó. Trời ơi, thật đấy. Nhưng mà khoan đã là anh đang là kiến trúc sư đúng không ạ? Anh có cái kiến trúc nào thông minh mà nhớ có discount như thế này. Discount nhá, nhưng mà cái này là cho sự discount. Ừ, hy vọng là anh sẽ... Sẽ em bẩn như thế Giang. Sẽ em lại bẩn như thế. Em discount mà em cho người... Em tính đoạt cuộc đời người ta bằng cái discount của đời nhà em à? Thôi rồi, nghiêm túc nè. Có thể là đã có chủ rồi. Thiệt. Chị đồng ý với ý kiến của Giang là có thể là anh chàng này là đã có chủ, chưa biết là cưới hay chưa. Yes. Nhưng mà maybe là phải là có bạn gái rồi. Phải chăng một người mà hay đi du học và thường họ có cái xu hướng là hướng ngoại đó, cái suy nghĩ của họ nó thoáng hơn, thì biết đâu chăng rằng học thức cao như thế nữa mà lại Tây hóa thì biết đâu anh ấy là một chàng trai playboy thì sao? Vẫn còn độc thân cho nên là cũng có thể lắm, độc thân thôi. Đúng vậy. Em ơi, ai quy định nhà giàu kiến trúc sư mà con người Hà Nội là phải lập gia đình sớm? Chính xác. Trời ơi, em có quyền hy vọng. Mời khán giả. Bốn mươi lăm phần trăm đã có chủ, 26% độc thân và 29% giới tính thứ ba. Mà cái anh này giới tính thứ ba còn nhiều hơn cái anh đầu tiên luôn á. Yes. Người thứ ba là một nhân vật không bình thường. Dĩ nhiên tôi không nói về thần kinh. Tôi chỉ đang nói về gia thế của anh ấy thôi. Hãy cùng xem. Chào em, anh tên là Pine. Anh đến từ Singapore, đi Việt Nam làm việc 3 năm rồi. And I'm very excited to be in Vietnam. So during the break time, me and my colleagues would like to hang out at some of the areas in the office, play some chess, talk about some of the latest gossips that's happening around Vietnam. Oh, chess! I like! Not for you. Not for you, okay? Not for you. Anh thích chơi tennis, chơi guitar và hát. Nhưng bạn của anh nói chỉ chơi guitar thôi, dùng hát. Hát rồi mà người chạy đi à? I spend a large part of my life working. I think now it's time to move to the next stage of my life. So I really enjoy traveling. One of my favorite places to go
is actually in Norway to see the Northern Lights. So I hope to be able to find a special someone that can travel with me to see the Northern Lights. Cho anh cơ hội nhé. Em ơi, bay với ảnh đi em. Em sẽ được hạng nhất. Em sẽ được đánh cờ mỗi đêm. Nhưng mà why you don't join this last episode? Last season. Bạn anh nói rằng là anh chỉ nên chơi guitar thôi, đừng hát. Bạn anh nói đúng đấy. Bởi vì anh chơi guitar thì em hát. Anh nhầm, ôi hát cho. Cái gì vậy nha? Nhà người ta mà em hát cái gì? Nhưng mà sắp tới là bên mình có cái campaign nào là mình cũng có thể hát event này, cũng được. You're not guru, you're here to find yourself a boyfriend. Yeah. You're not here to help her. No, just kidding. Hey, excuse me, this is not shopping, baby. Nói vậy thôi nhưng mà luôn luôn là dành cho em là cái điều tuyệt vời nhất. Không có bao giờ tranh giành gì hết trơn á. Nhưng mà thực em sự... có tranh giành cũng được đâu. Nhưng mà em có thích chơi cờ không Giang? Rất thích chơi cờ. Em thích chơi cờ à? Yes, em rất thích. Qua cách anh ấy nói chuyện có thể thấy là một cái đàn ông khá là ấm áp. Và không hiểu sao anh này anh ấy mang lại một cảm giác gì đó rất là gia đình. Nếu như mà ấm áp như vậy ấy, chứ cũng là có chủ rồi chị. Một là đúng thật anh này anh quá bận, chưa vô đâu. Nhưng cũng trường hợp thứ hai đó là họ đã yên bề ra thất từ rồi. Sớm đúng rồi. Để có nhà chuyên tâm vào công việc. Nhưng mà thực sự là anh này anh rất là hợp với cả Mila. Cho nên là Giang vẫn cho anh một màu xanh. Mấy em ơi, lấy anh về đời nào đi shopping nữa. Nó tràn về nhà, ngồi ở nhà tiền. Nó tới nó xả vô mặt. Trời ơi. Thì em sẽ thiên về cái ý kiến rằng là một anh CEO sẽ rất là bận. Bận lắm. Nhìn anh ấy về tuổi tác thì có vẻ là lớn hơn bốn anh còn lại. Bởi vì quá bận để mà đầu tư cho một mối quan hệ. Nhưng mà một khi đã xác định là lập là 100% là đóng cọc liền luôn đó. Em sẽ vote là anh này vẫn còn độc thân. Độc thân, ok. Nhưng mà anh hỏi em là nếu như ngay cái thời điểm này mà có ai đó thật sự mà mình yêu cái người đó đó, họ ask em để lập gia đình hả? Em có đồng ý không? Dạ có. Em sẵn sàng rồi á hả? Ok. What about you? Khi một người bước ra thì có lẽ là anh Hành là người mà cho Dũng cái cảm giác an tâm nhất. Đúng là có thể là bận rộn lắm. Nhưng mà ngoài bận rộn với công việc còn bận rộn với gia đình nữa em. Cái thần thái của anh bước ra nó điềm đạm. Cho nên là anh không cần phải ra đây để giành giật em. Kiểu là cái mặt đó là mặt mà khuấy tả sữa cho con rồi đó phải không? Kiểu là daddy á, daddy rồi daddy, cho nên là mặt daddy, ồ mặt daddy luôn hả? Nên là màu. Cho nên là anh nghĩ là anh mặc áo đỏ thì nó phải buộc phải màu đỏ thôi. Khoan, có một điều tôi biết chắc chắn đa số daddy phải có. Đó là bụng, đó là bụng. Đó là bụng. Tôi sẽ đi kiểm tra anh này. Không nhiều lắm. Cũng bằng tôi thôi. Mà là anh chưa có con đó nha. Nhưng mà có gia đình rồi. Em ơi, làm bố thường bụng là bụng bia luôn. Chứ không có bụng bình thường. Anh này bụng vẫn bình thường. Đó là bụng do tuổi tác giống anh. Thôi anh ơi, anh ơi, David Beckham 4 con mà vẫn là đẹp ấy. Em ơi, David Beckham nói làm gì, người ta chạy cả cuộc đời người ta em. Người ta lăn lộn ngoài sân cỏ, anh chỉ lăn lộn cho sân khấu thôi em nghĩ sao vậy? Trời ơi. Trời đất ơi, em nói sao vậy? So sánh được. What do you think like that? I think for you, Milan, you need somebody to take care of you. So you need someone who has an open mind, has experience in life. Pine, he's CEO of a company that operates in 7 countries. So he has no time to meet women. So I can understand maybe that's why he's here. I think it is a big possibility that he is actually looking for someone. I think for sure. Everybody just know a CEO need a wife like this. Yes. Em à, nếu như mà thực sự có thành đôi thì đừng quên bọn chị nha. Đúng rồi. Tụi chị là action đi kèm em. Mà tụi mình là không do dự đưa xanh liền. Còn hai người này còn lý do. Sorry but you're Singaporean. Singaporean. Em ơi, visa Singapore bây giờ là một trong những visa quyền lực nhất bây giờ. Nhất rồi. Oh my God. Yeah. Đúng rồi. Hãy nghĩ về quốc tịch Singapore em nha. Ok. Và mời khán giả.
13% đã có chỗ, 79% độc thân, 8% giới tính thứ ba. Không lẽ con bé này cái số nó phải ăn cua sốt tiêu đen ta? Thôi, next one. Yêu chó kìa em rồi. Wow, nhà đẹp quá. Chào em, anh là Khương và công việc hiện tại của anh là chăm sóc cũng như là làm đẹp cho các bạn thú cưng tại thành phố Hồ Chí Minh. Em ơi, xinh quá, em thích. Anh có một niềm đam mê với các bạn thú cưng từ nhỏ. Vì vậy khi lớn lên, anh đã tự mở cho mình một tiệm chăm sóc và làm đẹp cho các bạn thú cưng. Đối với anh, việc nhìn ngắm những chú cún hàng ngày giúp cho anh cảm thấy vui vẻ hơn và yêu đời hơn, cười nhiều hơn. Em biết không, những người mà nuôi thú cưng như bọn anh thì cơ thể sẽ tiết ra một loại hormone tình yêu nhiều hơn so với người thường một chút. Cho nên nếu yêu những người mà chăm sóc thú cưng thì em sẽ có những phút giây thật là thoải mái và hạnh phúc nhất. Em nè, anh nghe nói là em cũng thích cún, còn anh thì thích em. Anh muốn chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cũng như là cùng nhau chăm sóc tụi nó em nhé. Căng à, căng à, khó nha. Cái này là đúng và đánh vào đúng tâm lý đó. Nãy nói thích chó, nguyên cái xốp chó luôn, em ra em lựa thoải mái. Em thích ảnh nuôi em luôn. Ừ, nguyên cái xốp chó và đồng phục của cái xốp đó là màu tím. Tất cả cái bằng chứng nó đều chống lại anh này. Lúc mà anh này bước ra, hai người quay ra nhìn nhau bảo là Found it. Mà anh biết không, anh đang đứng ngay dưới cái bảng đó. Trời ơi. That's a good point. That's a good point. That's destiny. Destiny. Đang đứng ngay đại lộ danh vọng. Một đường thẳng. Thẳng băng luôn á. Thẳng băng luôn. Nó không lật được luôn đó. Mà còn tím đậm. Đứng ở đó một vòng thì nó là lỗi của chương trình. Nhưng mà thôi, mà đứng này thì nó là anh là giới tính thứ ba rồi. Đấy, nó mới dơ lên. Em đừng buồn. Biết đâu sau chương trình này em lại có một người bạn có thể chia sẻ sở thích nuôi chó làm sao, đúng không? Hoặc vì là yes. Em sẽ được spa chó miễn phí. Đúng rồi. Right. Cũng được, cũng hợp lý. Đây anh Dũng. Anh Dũng có kinh nghiệm, anh Dũng chia sẻ coi là theo anh là sao. Anh có kinh nghiệm. Tại vì anh Dũng cũng có nuôi một con chó ở nhà thì đó là có kinh nghiệm nuôi chó rồi, thì anh Dũng đâu. Star cưng. Từ nãy giờ Khương bước ra thì Dũng lạ lắm. Anh thấy phản phất màu tím lắm. Phản phất. Nhưng mà lại ngược lại thì lại... Hay là bọn mình đừng cố tỏ và giả vờ tỏ ra là phân vân anh này được không? Hay là 1, 2, 3 mình rơi biển được không nhỉ? Okay. Tại vì là nó rất là đậm đặc. What about you look at? Me? Uh-huh. Who? The fourth. Sorry. Okay. You know, he loves dogs. Don't let that fool you. Because when he was cutting hair, you see his hand? Yes. And then when he walk out, you know, come on, we can see. You cannot trick us. In Thai, I say, look sao. Look sao. My daughter. Ah, you look sao, not look at. My look sao. 1, 2, 3. Oh my goodness. Excuse me, mister. Mời khán giả. Ooh. 26% đã có chủ, 32% độc thân, wow. Và 42% giới tính thứ ba. 32% kia là nhân viên trong shop chó của anh ấy. Đang ngồi yes, ở dưới, yes. Hiểu chưa? I see. Chàng trai cuối. Chào anh, dạ em gửi cái menu rồi. Ở đây có món nào vậy anh? Dạ, mình là chuyên phục vụ cái món của ta. Nếu anh đi dạ. Nhiều người thì mình chọn set combo 1. Cái combo 1? Dạ, được ạ. Cảm ơn. Dạ, là cảm ơn. Chào cô gái, anh là Thành Tâm, mọi người thường gọi anh là Mario. Hiện tại anh đang là người mẫu. Sàn Catwalk là nơi khiến anh tự tin nhất. Nhưng ở cạnh em là nơi khiến anh cảm thấy hạnh phúc nhất. Anh có một sở thích phát cuồng là đi ngao du khắp nơi. Hầu như mỗi tháng anh đều sắp xếp cho mình một chuyến đi. Mà em biết đó, đi với đám bạn hoài thì cũng chán lắm. Anh nghĩ có một cô gái đi với anh sẽ tốt hơn.
Em có muốn làm nàng công chúa của anh không? Cùng nhau nắm tay đi khắp thế gian em nhé. Anh đợi chờ bó hoa từ em. Hôm nay là em mặc cái váy này rất hợp. Mario đi cứu công chúa này đúng không? Đó, nắm Mario phải không cưng? Nhưng mà sao cái răng, cái mũi nó sao sao á? À, ý là không phải anh nhỉ? Không, người ta làm người mẫu mà em như khi phải luôn luôn phải ngoại hình quan trọng thì sao Giang? Sửa lại cái nết của em đi. Bà của tôi. Không biết là thế bây giờ ba cái này khác gì ba cái này đâu. Chị lấy ba, em lấy ba này, chị lấy ba cái này đi. Ừ, kệ em ba. Hay là đổ lại cho ba cái này à. Hai chị em giờ còn dành đồ hàng nữa thiệt á. Lo chọn đàn ông đi kìa. Cảm giác nó hơi gượng gạo thôi, nhưng mà em nghĩ chắc là anh này độc thân á. What do you think, Lucas? Well, you know, I've noticed how he stands. You see how he holds his hand? It's like this. Men do not stand and hold their hand like this. It stand like the in pine, like that. Or you hold like that. You know, it's like beauty queen, right? When they stand. Yes. But beauty queen boy. Beauty queen boy. Chai. Yes. And there's some things that doesn't feel organic. It's not natural. It's like you said, he tries to hide something, like what he just said just now. Trying to be gentleman. So, see, I'm mother beauty queen. You're my baby beauty queen. I know you want to wear my crown. I know. Okay. Định giành vương miện với chị ba hả bé? Don't wear my crown. Okay. Tiên nghĩ rằng là cái giác quan của mình khá là nhạy và Tiên đồng ý với cái chuyện là anh này là giới tính thứ ba. Thú thật với mọi người thì bạn này Dũng đã nói chuyện qua một lần. What? Vì lúc trước em là fan của anh Dũng Chi Tiên, từ vì em theo dõi anh Dũng Chi Tiên ở Thúy Nga là cái bài Angel, là lúc đó em đã thích rồi. Angel là chị với anh hả? Đúng rồi. Với một phần nữa, tay em đứng như vậy là trước khi em lên Sài Gòn làm người mẫu thì em đã có làm lễ tân, thì người ta bắt buộc mình phải đứng như vậy. He has a reason. Cũng như là không phải gì phải nói, chúng tôi ta hiểu sai gì mình. Thì đó chính là đó là cái chân chứ. Mà nói thiệt lắm, nói thiệt tình lắm. Đó vì Dũng nói đó, tại vì Dũng có biết bạn này một lần như thế. Hôm nay gặp bạn đây cũng hơi surprise. Chị Lucas hay là Tiên đưa cái hint là chắc anh này là phản phất màu tím á. Anh lại không thấy như thế, cho nên rằng anh nghĩ độc thân. Lucas, do you wanna change your mind? No. No. I know. No. I know you want my crown, baby. I know. Cô ấy vẫn nghĩ là em muốn toạc vương miện. Okay. And what about the audiences? Mười mấy phần trăm đã có chủ, 71% độc thân và 12% giới tính thứ ba. Đây là lúc em sẽ phải chọn ra một chàng trai mà em cho là không thích hợp nhất với mình. 10 giây suy nghĩ bắt đầu. Milan cần phải thật sáng suốt để đưa ra lựa chọn lần đầu tiên của mình. Liệu ai trong số 5 chàng trai cực phẩm vừa vụt mất cơ hội? Cùng đến với vài phút dành cho quảng cáo. Và quyết định của em là... Thực ra thì 5 người ở đây á, ngay từ đầu bước ra là em đã nghĩ chương trình đã cho em những cực phẩm rồi. Và bây giờ thì đó là lựa chọn của em. Em xin phép được chọn anh số 4 ạ. Cảm ơn em. Rất tiếc bạn số 4 đã được chọn ngay vòng đầu. Và có lẽ là vì cái ánh hào quang bạn nó rộng quá nên là chúng tôi cũng không biết phải, tôi cũng không biết phải bình phục bạn như thế nào. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là bạn sẽ có một câu chuyện rất đặc biệt cần chia sẻ với mọi người, nên xin mời mọi người vào trong chuẩn bị cho phần xuất hiện của mình. Thank you, see you later. Em gái, cho anh biết tại sao em loại chủ xốp chó vậy em? Dạ, thực sự ra thì anh ấy thương chó đó, một điều em rất thích.
đập vào mắt em đó là đánh tâm lý em rồi. Tất cả những người ở đây á đều là dơi bản giới tính thứ ba hết. Nhưng mà em có một suy nghĩ nữa, với một đàn chó như thế á thì anh ấy không thể nào mình tiếp quản được tất cả những con chó như vậy. Và em nghĩ là anh ấy vừa là giới tính thứ ba và đã có chục rồi. Oh. Maybe. Xin mời ban cố vấn cho tôi biết ý kiến lần cuối cùng. Hàng hàng. Tại sao có cái màu xà cừ vậy? Ok, xin cảm ơn. Và bây giờ sẽ là phần lộ diện của anh Khương. Trời ơi con ơi, con đi đâu ra đây trời ơi. Con tên gì? Cherry. Trời ơi, cái gì mà run rẩy không biết. Sợ quá, ngoài này đông quá. Sợ đông quá, sợ. Con trai con gái em? Trai. Thí dụ con trai mình không đặt là thí dụ Hero hay là Henry, David các kiểu. Không, thực sự ra thì khi mà nuôi những dòng cún nhỏ này á, thì người ta sẽ chọn những cái tên nó dễ thương hơn một chút, chứ không phải một cái tên nào nó to tát ra. Giống như bé mèo của anh Thành cũng tên là Xin. Xì tại nó đen xì. Nhưng mà anh hỏi em nè, hiện nay là cái shop chó này là của em hay là của gia đình rồi mình làm chung? Thật sự ra thì em đến với nghề chó này thì do cái nghề mình nuôi chó đi em, chứ nghề chó kỳ. Sorry, thật sự ra thì em học về ngành dược chứ không phải là làm cái nghề này. Nhưng mà em có tình cảm với một bạn và bạn đó yêu chó và rất là muốn làm cái nghề đó. Nhưng mà một mình bạn đó thì làm không được, cho nên em đã bỏ học để làm nghề chó này. Vậy là em đúng lắm rồi đó. Thế bây giờ hiện nay là cái shop đó là của em và bạn luôn đúng không? Dạ đúng ạ, nhưng mà tụi em thì tạm chia tay. Thật sự thì cũng có thể là do mâu thuẫn trong tình yêu và trong kinh doanh và không tìm được tiếng nói chung, cho nên tụi em dừng lại và bây giờ em đã ra và mở một cái shop riêng rồi. Tụi em ở với nhau bao lâu trước khi điều đó xảy ra? Gần 7 năm. Mà bây giờ thì cái quan hệ của hai bạn đang ở cái tình trạng như thế nào ạ? Em thì vẫn muốn làm bạn. Em nghĩ rằng là 7 năm vừa qua có xứng đáng hay không? Bất kỳ điều gì em làm thì em không hối hận. 7 năm vừa qua là những kỷ niệm đẹp của em. Yes. Ngay cả bây giờ em nói với anh em cũng đang rưng rưng nước mắt. Em còn yêu phải không? Thật sự thì bây giờ em nghĩ là thời gian của em sẽ dành cho mẹ em và gia đình của em. Đó là cách em bù đắp hay trốn tránh cảm xúc của mình? Em không biết nói sao với anh Thành nữa. Thật sự thì em đang cố gắng để lấy lại cân bằng của mình. Người ta ra đi như thế nào? Em đã níu kéo chưa? Hay em nghĩ là nó phải như vậy? Em nghĩ như vậy là sẽ tốt cho cả hai người. Và bây giờ thì công việc của em là giảng dạy cho các bạn đam mê cuốn. Và công việc nó cuốn em đi. Giang cảm thấy rất là vui khi mà bạn dám bước lên trên sân khấu này và chia sẻ câu chuyện của mình. Và đặc biệt á, chúng ta có thể không hợp nhau và chúng ta đã cách xa, nhưng hãy nhớ về cái lý do chúng ta bắt đầu. Nếu như không có bạn đó thì ngày hôm nay Khánh không có niềm đam mê với những chú cún, đúng không? Chính xác ạ. Cho nên là hãy tin rằng là bất kỳ một cuộc tình nào cũng có ý nghĩa và không hề phí thời gian của đời mình, đúng không? Dạ, em xin cảm ơn ạ. Em muốn nói một chút với lại Milan được không ạ? Oh yeah, please, anh cần điều đó. Thật sự ra thì anh rất là bất ngờ khi gặp em ở đây. Tại vì anh đã từng gặp em rồi lúc mà năm anh 18 tuổi và anh làm VJ trong một chương trình ca nhạc. Thì em cũng là khách mời. Cho nên có thể đây là một cái duyên. Mình không thể đến với nhau như là tình yêu, nhưng mà anh sẵn sàng là một người anh, một người bạn của em nếu em cần. Cho hỏi luôn địa chỉ shop chó ở đâu, có gì tôi tràn ra. Dạ. Hai con chó nhà tôi cũng phu đồ. Dạ, hiện tại giờ thì em dời shop về 181 Cao Thắng, quận 10 ạ. Rảnh ghé nha My Lan. Dạ. Ừ, mang chó qua. Free cho em. Dạ. Free nha. Có free cho anh không? Có chứ anh. Có làm mèo luôn không em? Dạ có. Thế có làm mèo luôn. Em thì sao? Cái gì? Em có free chơi cho mình không? Không, em đi chỗ khác làm đi em. Ừ, không sao đâu. Ok, cảm ơn em. Dạ, em xin cảm ơn. Dạ, cảm ơn mọi người. Vậy nha. Độ gặp ba mừng kìa. Rồi, cảm ơn con nhiều nha. Cảm ơn con đã tham gia chương trình nha. Tội nghiệp nhóm không được trả đồng nào hết trơn. Dạ. Ok. Rồi, một tràng pháo tay nồng nhiệt cho sự xuất hiện của bạn anh Khương. Cảm ơn em. Thưa quý
quý vị, như vậy là lựa chọn đầu tiên của Milan là lựa chọn chính xác. Và chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện sau vài phút giải lao. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay, đường chuyển kênh nha. Cà phê kết, kết đi đừng ngại. Rumi Bar luôn biến hóa, tỏa chất riêng, giá từ 3.990.000 đồng. Quý vị và các bạn đang trở lại chương trình Người ấy là ai. Xin được cảm ơn đơn vị tài trợ chính của chương trình, nhãn hàng Cà phê Kết. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ những chàng trai còn lại và họ sẽ tham gia một trò chơi. Chúng ta hãy nhìn vào những hành động, những phản ứng của họ để biết họ có phải là đàn ông thực sự hay không, qua một trò chơi dân gian đương đại mà thế giới thường gọi là đạp bấm bấm. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Ok, Mario, anh chàng đang nằm trong diện tình nghi, qua đây em. Hiện nay em là cái người mà nằm ở cái bập bên, em hiểu không? Trận đấu bắt đầu. Thuật lắm nha. Wow, wow, wow. Khéo lắm nha. Intelligent. Oh. Tụi em đừng có ép người ta quá, ép người quá đáng mấy đứa này thiệt. Có technique lắm nha. Oh. Ok. Hai đứa này như hai con đuông dừa. Nhồi, dễ sợ nhồi thiệt. Em ơn chưng. Ổn không các bạn? Được. Ok. Dạ em mời CEO. Peter Pie, take care of your balloon, baby. Take off the mask. Okay, here we go. Ông rớt bóng luôn rồi. Ok, thank you. Make your balloon blow, come on. Woo! Okay. Yeah, you look like a father play with her children, huh? Yes. Exactly. Bây giờ á, tôi thấy hai cái con đuông dừa này nó nhoi làm như không có cảm hứng. Dẫm. Chơi em. Nói nữa rồi, anh bắt em chơi ngoài vậy. Sao mỗi lần đập bóng là kêu em lên chỉ đập bóng hoài. Phải có một người đàn ông đích thực nữa đi chơi những cái trò này. Tóc tiên lên em. Lên tiên. Ủa nhưng mà em mang thuốc mà em dễ đạp bóng lắm á nha. Em giả bộ, em làm gì cũng được. Em là con gái ai dám đạp em. Sao không cho em chơi với cái anh CEO, tự nhiên mua hết rồi mới cho trời chơi kì. Chị ơi. Bây giờ em muốn chơi với anh CEO phải không? Em nói đi anh cho em chơi lại liền. Thôi mất thời gian của chương trình lắm, em không phải là người phiền phức như vậy. Nhìn có xào xào. Đây, kiến trúc sư sẽ chơi cho em. Mấy em cẩn thận, đừng đạp hư đôi giày Louboutin của người ta. Gai không, hai người này cùng hệ. Hai đôi giày đinh chơi với nhau. Chơi. Không, hai người đâu. Em hai đừng người có nhìn bên này, em tập trung bên này. Đôi giày của em kìa. Là một bên đinh tròn, một bên đinh nhọn nha. Ủa. Em rất là có khả năng trong việc tấn công đàn ông. Ê nhưng mà cái bạn số 2 này bỏ kính ra đẹp trai quá hả? Người ta ngon lành nè, nhìn nha. Đây là, nói thưa thưa các bạn, đây là tại vì sáng sớm chưa cạo râu, nhiều khi để cho phong cách vậy thôi. Ô anh ơi, nói vậy thôi đâu. Hơi đâu mà cãi, thiệt á. Johnny, are you ready? Ok. Ủa, một đối một thiệt hả? Một đối một, em ơi em được quyền. Em làm gì làm. Ok, open it. Johnny, you like wasabi? Lamb, I'm fresh like lamb.
Yo, what's up, B? Okay. Here we go. Yo! No, in the circle, in the circle only. Trời ơi! Dũng ơi, cứu em! Dũng ơi! Em lặng gái ai dám đạp em? Em lặng gái ai dám đạp em? Trời ơi, em tôi đẹp như thiên thần mà nó không thương hoa tiết ngọc. Con nhỏ đẹp như một bông hoa mà nó đè còn hơn mà kẻ thù. Cái vấn đề là không phải là đè không nha, mà còn gì nữa, giật. Cho nên là em xác nhận em đúng. Thí dụ nè, với một người phụ nữ như Tống Tiên nè, nếu là đàn ông nè. Hả? Nếu là đàn ông. Không, anh nói nếu là đàn ông gặp em chứ phải là em là đàn ông. Rồi, chuyện em là đàn ngoài cũng biết. Thí dụ như gặp một người phụ nữ đẹp như em, ok. Đó, anh chia cần. Đó, nó kiểu như thế này. Đó, anh đưa luôn cho em. Mé bên đó, ngoài, kêu kêu. Còn không mà nha. Thậm chí người ta chả cần dùng tay nữa. Vật xuống luôn. Còn đằng này bày hát, bày hát. Mày giống mì không? Không, 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 thằng. Nhiều khi á, là thấy tóc kia tóc ngắn, tâm ra là nghĩ là á. Bro. Người ta tưởng em là thằng đàn ông, trời ơi. Ủa xí. Nếu vậy thì hả, đang định là xin tham gia chương trình ngồi vị trí đó mà anh nói vậy là thôi suy nghĩ lại. Em cứ ngồi đó, anh sẽ mua cho em bộ tóc giả. Em sẽ đóng vai làm phụ nữ một ngày nghe tiên. Anh mời em về đi. Đi về đây. Thank you. Chào mừng Dương chàng trai đã rất là nhiệt tình trong phần thi vừa rồi. Em số 2 em có thể cởi mắt kiến ra để em đẹp trai hơn được không mà? Thật sự ông Dũng cũng công nhận như vậy. Không, thật sự là cái lúc đầu mà lên mà check cái hàng check cái hàng hiệu của anh á thì Giang đã thấy là cái đường nét trên khuôn mặt của anh này rất là đẹp. Không, nhưng mà anh này bị cận cho nên là cần phải đeo kính. Cận hả? Anh cận hả? Cận. Không, nhưng mà đeo kính không trồng. Đó, kiến trúc sư đeo kính là cũng hợp lý rồi. Ok, hợp lý. Nào bây giờ chúng ta bắt đầu từ anh chàng model này. Ok, what do you think now? Well, you know, at first I thought maybe he was LGBT, but when he was doing the balloons, he just something manly about him. Yeah. And when the male model hug him, he was just like normal. So I don't know. I'd like to change. Yeah. Okay. I think you should. I think you might be single. Mm. And very warm smile, right? Warm smile, and he just felt like he was a man. Yeah. Man. And the way he smiled, tell that he very happy when you change your mind. Yeah. So I get to keep my crown then. Yeah, keep your crown, baby. What about you, glasses man? Dũng thì vẫn giữ quan điểm với bạn này là tại vì Dũng vẫn thấy cái sự đờn ông trong bạn. Cho nên là... Cười cũng tình cảm lắm, nhìn chân thành lắm, không có xạo. Và em cũng khiếp cái quan điểm của em từ đầu á, bạn này là độc thân rồi đó. Ờ. Bây giờ nè, với tư cách là một người nhìn giống đàn ông, hay nói với đàn ông như nào? Okay. Anh ơi, anh làm sau chương trình này em ế móc mèo luôn đó. Ok, thương tức em là, Tiên thấy rằng là cái cách mà anh này chơi là cách nhìn đàn ông nhất. Đúng. Và có kỹ thuật nhất luôn trong cả bốn người. Cái cách chơi và rất là nhường, chơi nhường bạn nữ. Có sự nương trong đó. Và chính cái sự nương đó tự nhiên Tiên lại cảm thấy có một cái gì đó rất là ấm áp tỏa ra từ cái anh này. Con người tử tế. Chân chất, chân thành, rất là tử tế luôn. Thì có khả năng nha, theo tôi nghĩ là anh này đã có chủ. Check it out, man. Ok, và xin mời quý vị khán giả dành phiếu bình chọn cho anh ta. Cục diện đã thay đổi, 22% đã có chủ, 70% độc thân và 8% giới tính thứ ba. Và người thứ hai,
The Little Papa. Thì cảm giác anh này rất là thân luôn. Nhưng đúng là cái nhìn cái lúc mà anh ấy chơi thì tự nhiên đúng là một hình ảnh một người ba hiện lên nhờ, chơi với con rồi là sau đó là lên rồi hôn vợ rồi hôn nhìn ngăn xong rồi là ăn cơm rồi dinner anything like this. Mình có cái cảm giác vậy. Bé nó đang cần một máy ấm thiếu lắm thốn, này thiếu thốn, tội nghiệp lắm, đêm về ăn cơm mình không kêu deliver hoài rồi ăn giao tới ngủi ngắt, cái ngồi cô đơn ngồi bập bên bên con mèo ngồi đang cái len già cả mà tới, tội nghiệp lắm, thương lắm, qua hậu mà cô đơn lắm. I don't care. Okay. He is my type, but I feel you not single anymore. Nhưng mà nếu trường hợp anh ấy không phải gu của em mà em không có thích thì chị em pass mình qua chị đúng không? Chị em mình như chị ngã là em bỏ chị cái xin nhé. Làm gì có vô chị ngã em nâng. Chị em đã như tay với chân em bỏ chị xin. Okay. But I have to say, em nghĩ là em sẽ vẫn giữ quan điểm, tại vì một người CEO làm một công ty lớn như vậy mà chấp nhận gỡ bỏ cái title, cái chức danh của anh ấy để đến với chương trình này thì nó không chỉ đơn thuần là cái chuyện là tôi đến chỉ để chơi, have fun với chương trình. Không phải vậy. Cho nên là em vẫn sẽ giữ quan chính điểm. Vì anh ấy có cái title đó nên là anh ấy mới tới đây là để giới thiệu cái gia đình hạnh phúc của mình. Hiểu không? Không, cái này nha, Tiên phân tích rất là đúng nha. Tại vì thế này, nếu anh ta thật sự là người có gia đình á thì có thể kiếm bất cứ người nào có gia đình. Một người CEO không có rảnh Tiên có gia đình tới không đây. Không có rảnh đâu thiệt. Sếp rồi đó, nhìn giống mấy người có không, gia đình không. Lắm. CEO có nhiều dòng, có dòng CEO rất CEO. Nhưng mà có dòng CEO họ cũng vẫn enjoy tất cả mọi thứ, vẫn thích khám phá như bình thường, không có gì hết. Và anh này là cái thai đó. Nhưng mà chị nói đúng là chúng ta phải rơi màu xanh vì tương lai của chúng đúng ta. Đúng rồi, yes. Vì... For their future, not for the girl, for their future. Em bỏ chị xin. You know what, mister? Whenever you think of the KO for your company, yeah, just forget her, okay? Yeah. Lúc anh chơi, Dũng với chị Lucas ở đây, nhìn chị thì bảo là anh có một cái gì đó, nó feminine. Trong cách chơi thì Dũng mới nghĩ rằng cũng có thể đâu đấy là giấu giếm một cái giới tính thứ ba. That's what Lucas thinks. Và yeah, em cũng nghĩ vậy. Yeah, we both think that way, right? I think, yes. Yeah. Really? Cái fam ở đây no là cái sự nhẹ nhàng. No way. Cái này là biết sao em? Vụng về kiểu người đàn ông đúng chưa rồi. Từng chưa từng chơi trò chơi giải trí kiểu mình. Reality show game game show. Không, giết kiếp đồng. No, no, no. Bây giờ chơi. No. He playing and he thinking about his staff is watching. So he had to keep his imagination. Oh, my staff is watching. You understand? You have to keep your image, baby. You're the one to keep your image. Your microphone just dropped down, baby. Image. Cũng thì Dũng bị xoay chuyển bởi câu này là một người CEO không thể nào mà đến đây đơn thuần như thế, tại vì họ có một cái pride của họ. Bẻ tiền nó nói lý lẽ thuyết phục quá rồi còn gì. Thì quá phục. Hoặc nha, là anh ấy muốn tạo một cái sự đột phá bởi vì một cái người CEO mà kêu bây giờ tôi là thuộc giới tính thứ ba sẽ rất khó chấp nhận. Cái này mới là ghê nè các bạn. It's a revolution. He's smiling. Oh my so, god. And so you know cute. If you say you are gay, it's a big campaign. And maybe he wanna promote that Shopee is for every purpose people. So have makes sense. It's really hard because, like, I agree with you that he's taken, maybe because he's got that father, but then why would he be on the show? You promoting. Know, but then why don't they send somebody else? Why CEO? Yay. Biggest, bingo, highest in the company. What do you think he is? He's so difficult. I think for a CEO to come on a show like this, to open, to come out of the closet and say, I'm gay. So, my dear, I think you're single, baby. Yeah. I want him to be single for you. I want you to be sabai in your life. Okay, people choice, please. Sáu phần trăm đã có chủ, 78% độc thân và 16% giới tính thứ ba. Đâu đó vẫn còn tiếng. What? There's only one. There's only two boys there. Where are the others? Where is the boys? I only three, count three, three or three, four. Hey! Don't hoping for your brother anymore. Yeah, they're looking for the brother. Oh yes. Và người thứ ba, anh chàng kiến trúc sư nè,
hãy nhìn đồng hồ anh ta, hãy nhìn cái vòng tay và đôi giày đó, em sẽ được tất cả. Thực sự á, anh này thay đổi hoàn toàn suy nghĩ ở cái phần 2 này. Mình không thể đoán chắc được là có chủ hay không, nhưng mà cái style là rất hợp với Milan. Tại vì á, cô bé cô chọn bộ này nó là cái gì đó, nó rất là tiểu thư, rất là công chúa. Và anh ta đã nói trong cái clip lúc đầu là muốn biến em thành nữ hoàng. Em, là một chàng trai. Mà vậy nên nhìn cái mặt nhỏ này, duyên bé này hợp. Yes. Body cũng săn chắc chứ không phải là cái dạng mà công tử rồi bở rẹp, không có nha. Và duyên nhìn rất là đàn ông. Nhìn có thiện cảm, giống như cà phê kết. Phát hiện ra là chương trình mời Philucat rất hợp với chương trình của mình. Oh yeah, Philucat. You know, the sponsor of the TV show is Get Cafe. And why did you invite Look Get? My company. My company. Okay. Free coffee for everyone. Okay, Look Get, Get the Cafe. Okay, but now we gotta vote. Come on. Okay, you know what? Again, you're very difficult. And I think men who wear Cartier, possibly your partner buy for you. So it's a possibility that you're taken, or I think you could be LGBT. But I don't think he's single. Because a Cartier, I don't know any men who single go and buy Cartier bracelet to wear. No, actually it's like a trend in Vietnam. Is he looks, yeah, he looks like a rich kid. Really? It yeah, really, in Vietnam. Oh, damn, because man, the way he dressed and every like brand he's wearing on right now, you know, is very in Vietnam, trendy. People love trending. Plus, very he's fashionable. An yeah. So architect, they have to keep updating. They have. Okay, tôi sẽ đếm tới ba. Okay. Oh my god. One. I had a choice. Two, three. Pam pam. Ba độc thân, oh, một sorry. Đã có I'm chủ. Gonna, I'm gonna go. Really? I have a feeling. I don't know. Wow. Oh. Nếu em là người màu tím, hãy trách cái vòng có hộp xoàn của em. Too much diamond, right? Too much diamonds, my dear. Too much. Okay, xin mời quý vị. Oh, wow. 44% đã có chủ, 32% độc thân và 24% giới tính thứ ba. Đây là cái difficult case nha. Okay, the last one. Johnny. I keep my opinion. Là người trực tiếp có cái sự giao lưu, contact với lại anh Johnny, đúng không Johnny? Thực sự là Tiên vẫn nghĩ rằng là anh chàng này là người thuộc giới tính thứ ba và màu là màu tím. Tím. Không có nhường em. Không nhường em luôn, đúng. Thưa quý vị, với một người phụ nữ đẹp như vậy, thì nếu là tôi, em đạp đi. Không, anh vẫn đạp em hoài à. Có hai chị không? Ừ, đi chơi nha. Không, em đừng nói gì, làm cho người ta hiểu sai về con người chân thành của anh. Đúng không? Còn anh ta nắm tay đè xuống thiếu điều, không muốn đạp bóng bóng, muốn đạp thẳng vô mặt. Thì tôi cũng có đồng tình với con bé, tôi hiểu. Không, nhưng mà cái này nè, với kinh nghiệm là một người đã ngồi ở đây rất là lâu, thì chúng ta biết rằng là với những cái bạn mà Việt kiều ở nước ngoài á, khi mà họ chơi những trò chơi này họ rất là hăng hái, chơi rất hết mình và đơn giản họ nghĩ rằng là họ đang chơi game. Anh vẫn nghĩ đâu đó nếu bản tính của một người đàn ông vẫn phải nhường phụ nữ. Thì cũng đúng. Ok, nhưng mà cái quần thì hơi bó quá không? Đấy. Cái quần điều hồi nãy giờ đang nhìn hoài đó em. Cái gì vậy? Đây là cái quần rộng nhất. Nè, đàn ông thường mới mặc quần rộng thiệt sự. No, anh hay mặc quần bó gì? Đang nói là như vậy nè, tất cả đều mặc một cái set giống như nhau, nhưng anh lại chọn cái quần của chính anh ý. Thấy không? Cơ bản anh này là PT, anh ấy rất là thích khoe cái body của mình. Đó. Có một cái feeling là anh này anh hơi tím nha. What about you, look at? You said before that he grabbed you tough, right? Yes, very aggressive. Aggressive. Maybe he think you're dumbbell. Dumbbell. So he, you know, he can lift you. He yeah. lift you. No. Oh. No. I trust my sense. Because I have you want to be really about man, real man. So you have boyfriend now? That's okay. The question you cannot ask. Oh, sorry. I'm sorry. I'm so sorry. I'm sorry. Okay, you know what? I think he's taken. Because you know, in Thailand, the LGBT men who work out, they only like to work out upper body and their legs not so much, always so small and skinny. Cái anh này á, thì nãy giờ mọi người nói về bề ngoài của anh nhiều. Nếu mà phương diện và nhìn con mắt của người đàn ông thì thấy anh này ảnh
sắc bén, anh đàn ông hơn các anh khác. Cái thần thái của anh á, anh không có nói nhiều, ai làm gì nói, anh không có mặc tâm. Chính vì như vậy, Dũng nghĩ anh đã có chủ. Mời quý vị. Oh. 22% đã có chủ, 76% độc thân, 2% nữa của mình. Yeah, you too. Hai anh ấy. You too. Sở thích của tụi mình là để với tiên kết nhau. Em yêu, mặc dù họ vẫn phản phất những cái màu tím tím qua sim, vì vậy em phải lựa chọn người đàn ông không phù hợp với em trong trận đấu tiếp theo, để anh ta phải dừng lại. Oh my god, difficult. Khó dễ sợ. Difficult to choose. Khó nhỉ. Em thật sự rất tiếc, rất tiếc. Em xin chọn Johnny. She choose you, baby. Xin cảm ơn mọi người. See you later. Em, tại sao con chuột như con chồn mà em loại? Nó có hai lý do. Hai lý do. Và lý do thứ nhất đó là công việc của anh ấy. Ừ. Nếu như lúc trước em khoảng độ tuổi 20, 21. Mê lắm. Em rất mê, rất mê. Thích và em có thể mạo hiểm vì anh ấy. Đúng rồi. Nhưng mà bây giờ em trải qua quá nhiều chuyện rồi. Không muốn đâu nữa. Dạ đúng rồi. Chị đồng ý. Tại vì cái tuổi này là mình rất cần sự ổn định. Dạ. Cái thứ hai nữa là khi mà em thấy anh ấy chơi với chị ấy. Chị game. Thì là anh ấy bạo lực. Hiếu là kiểu là anh ấy mạnh tay một tí. Em thì không thích những người mạnh tay vậy. Thì lúc đầu chị nói đó, em có giỏi né không đó? Dạ, em chỉ thích người đàn ông gọi là mềm mỏng với em thôi. Và cuối cùng thì em nghĩ là anh ấy đã có chủ. Hey, what about you guys? 1, 2, 3. Vẫn là hai đỏ, hai tím. Và xin mời, anh muốn chết. Thôi em cũng nghi. Em không dám. Have a seat, baby. Okay. What's your full name? My full name is Zheng Wang Feng, Johnny. Well, where your father from? My parents are from Vietnam. Vietnam. Both. But I born in Germany. Okay. They're in Vietnam, but how can you born in Germany? No. They moved to Germany. They moved to Germany. And then they know each other. Ah. Okay. They're making love. And then they born me. Yeah, yeah. Anh nói tiếng Việt được. Ồ, vậy sao nãy giờ ông nói cho nó khỏe em. Anh mệt quá. Nhưng mà nói tiếng Việt cũng chút chút thôi. Mình nghe thì mình hiểu hết. Hiểu. Understand everything. But I can't reply back. Okay. Em ở Đức bao lâu rồi mới về Việt Nam? 26 years. Yeah. So how long have you been here? 6 months. Wow. Uh-huh. When did you find out that you're the third tender? After my first girlfriend, I find out that I like both. I'm bisexual. Like bisexual. Okay. Then you're more into men. For me, love is unlimited. It had no rules. This is not the decision or when or who. It's just a feeling. Yeah. Ah. And did your parents know that? Yeah, they know that and they love me like. Yeah, normal for them. So emotional. Congratulations. But did you have a relationship now? Almost 2 years I have no relationship. Because for me, a relationship is something very special. And I learned it through my old relationships. I do a lot of mistakes. Maybe like a fun boy. And for me, it's the happiness. First is to have a relationship with yourself. And then you can have a relationship with another person. Uh-huh. And this advice is also for you. Because I heard that you a heartbroken girl. And my advice for you is that you take time for yourself. That you improve your mind, your body, and your spirit. Because that are things that are long-term happiness. And short-term happiness is to go in a store buying a Gucci bag, Louis shoes. That change. Woo! That change. Ông ngồi để ông phán với ông vua mà tôi đứng lạng quan trong dự định của đúng nghe. Dạ, vua nói đúng kiểu. So, you have to come here to train with me. Come here, baby.
Em ơi, anh nói rằng là thật sự ra anh thấy cái điều anh nói cũng đúng đó cưng. Mình còn chưa yêu mình á thì yêu ai? Làm ơn enjoy một tí, làm cho mình đẹp hơn, chăm sóc bản thân, đi gym cho cơ thể mình đẹp. Mình phải có một cái gì đó để cái người khác còn có thể hấp dẫn, đúng không? Thành thử ra là anh nghĩ rằng là đúng. Em cứ yêu bản thân em thật nhiều vào trước khi em yêu ai đó nha. Thanks for coming and share such that useful things to everybody. Yeah. I wish you have a good partners in the future. Thank you. See ya. Và cảm ơn em đã một lần nữa chọn đúng được cái người không phù hợp với mình. Và thưa quý vị, chúng tôi sẽ trở lại với những chàng trai thật sự dành cho cô ấy sau vài phút giây lao. Quý vị và các bạn đang trở lại với Người Ấy Là Ai. Đây sẽ là vòng thi cuối cùng. Ở vòng thi này thì chúng ta sẽ tìm hiểu các thông tin về các chàng trai. Họ sẽ đưa ra một hashtag và tất cả khách mời sẽ đặt câu hỏi về cái hashtag đó. Hãy lắng nghe những thông tin của anh ta và tin anh ta có phải là chàng trai đích thực hay là không. Chúng ta bắt đầu với chàng trai đầu tiên, Thế Trung. Hashtag là ngọt ngào. Who bought you that bracelet? Em mua cho em cái vòng tay này. Không trả lời được. Không trả lời. He wanna keep a secret. Maybe ex. Sweet in food or sweet in love? Sweet in love. Ba mẹ em là nghệ thuật, là cụ thể là ở ngành nào? Mẹ em là âm nhạc, trong học viện âm nhạc. Còn ba làm về xây dựng. Wow. Chị xin hỏi năm nay em bao nhiêu tuổi? Em xem 88. Em sorry anh. Chỉ là anh hướng em xin lỗi. Ôi như là anh rất nhìn rất là trẻ. Anh là con cả hay là con cả. Trong gia đình có bao nhiêu người anh em ạ? Còn một em trai. Một em trai nữa. Em trai bao tuổi em? Em trai sinh năm 94. Em trai có gia đình chưa? Em trai chưa có gia đình. Ê, hashtag là ngọt ngào. Hashtag là gia đình với anh chị. How long have you been sweet to your girlfriend? 2 năm. You're still in that love, right? Oh, this is a heartbreaker. Ladies and gentlemen, it's time's up. Thank you. Broken heart. Yeah, broken heart. Anh ta có lẽ là một người đang thất tình ấy nha, đang cần một cái vòng tay ấm áp để cứu rỗi, cần một sự ngọt ngào, một dòng suối mát tưới. Chết thật. And the second one, please step up. Hi. The hashtag pie, fine apple. Pie is a fine apple. How about strawberry? Ladies and gentlemen, ask the question that people can answer. How many kids you have? Don't have. No kids. No kids. Okay. So why are you here in Vietnam? Find love, you know. No. Where are you based? What country are you based in? Vietnam? Yes, I'm based in Vietnam. Hey guys, what is your favorite song when you play the guitar? I play jazz. Jazz. Oh, I love jazzy people. Very classy. What do you like about our girl? Yeah. Time's up. Thank you. Thank you. Hashtag call. And the third one, Mario. And the hashtag is tất cả all. All. Này có vẻ rất chân thành đó nha. You like all men and women, right? Em thích cả trai và gái đúng không? Dạ không. No. Tất cả ở đây là gồm có sự nghiệp và gia đình đúng hay không? Dạ đúng. Cái này có nghĩa là người yêu bạn có thể là cả thế giới của bạn không? Dạ đúng, khi yêu em muốn người đó là tất cả là của em. Và em là tất cả của người đó. Thì nhờ bạn vẫn còn đang cảm thấy thiếu gì đó. Em vẫn cảm thấy thiếu. Thiếu người con gái đang đi tìm nè. Chưa biết đường lối có chủ làm sao. Ủa em biết đặt câu hỏi không em? Sorry, what do you like about our girl, Milan? Có thể. Maybe là câu trả lời hay đó, bởi vì mình không thể nào bột chộp được nữa. Phải cẩn thận, từ từ nha. Time's up. Thank you. Chưa kịp hỏi. Cảm ơn bà chàng trai. Suy nghĩ không kịp clock? Luôn á. Where's your clock? How you know that's time's up? In their mind. How you know? Where's your clock? I'm the clock. Okay. Thank you. Chào các bạn. Chúng ta gặp lại sau. See you later. It's time for you to be in the middle. Khó quá nha. The first one, Thế Trung.
Ok, thực sự nếu như mà em thích những cái người mà liên quan đến nghệ thuật thì chàng trai này có vẻ là người như vậy. Biết xài đồ hiệu, biết về thời trang, mẹ là người làm âm nhạc, bố là kiến trúc sư. Tức là anh ta là một người có cái taste rất là tốt. Và có thể nếu như em đang muốn giống như là trải nghiệm cùng anh ta thì có lẽ anh ta là một cái người mà dạy cho em được rất là nhiều thứ. Trong cảm giác có vẻ rất hợp với em. Nhưng mà hơi wonder một chút. When asked him about anything about girlfriend, he didn't know answer. So we have two options. Option 1 là có thể là anh ta là đang keep the broken heart and don't want to talk about the ex-girlfriend anymore. But option 2, maybe he says a girlfriend now. Yep. Yeah. I don't think so. Em hỏi rất là nhiều về background nhà anh này. Anh này rõ ràng là con cả trong gia đình và có một người em trai. Thì cái gánh nặng của người trai cả trong gia đình miền Bắc rất là nặng nha. Bởi vì cái sự khác nhau về văn hóa giữa hai anh. Có nghĩa là khi yêu mà một khi mới yêu thì cái vấn đề là áp lực hay không, với lại anh này cũng là một người hướng ngoại mà. Không, thực ra là em chỉ đang tìm cách để trải nghiệm mà, chứ đâu phải là mình đang tìm chồng đâu. Chồng đâu, đúng rồi. Cho nên là mình có thể tìm một cái mối quan hệ để em hẹn hò thì có lẽ là một chàng trai có cái gu đúng tốt. Tại vì một người rất là have good taste là em sẽ được tận hưởng những gì có thể là em chưa bao giờ trải nghiệm qua. Look at you have some different opinion. I don't cheer for him. Because when we were asking him about bracelet relationship, he no comment, no answer. If not, if he may be still thinking about ex-girlfriend, then no, good for you, no right? Good for you. No. Maybe he just not think about the ex-girlfriend, but he has a broken heart and don't really want it. Well, there's no reason for him to not answer about the bracelet. You know. Yeah, mà nếu mà một người mà tại sao lại giấu về cái kỷ niệm, mà một vẫn còn đeo một cái kỷ niệm cũ trên người mình mà không muốn vứt bỏ qua một bên mà thì nó rờ mấy trăm triệu em. Không có thể cất vào hộp mà anh. Khi là kỷ niệm cũ anh cũng không vứt em, nó mấy trăm triệu xin thưa. Nhưng mà nếu mà em chọn một người đàn ông mà khi họ đến với em tìm hiểu nhưng mà họ vẫn còn khư khư trong lòng một cái gì đó, nó chưa hoàn toàn là free để cho em thật sự tìm hiểu đến với em, thì anh nghĩ nó cũng không tốt. Đôi khi anh nghĩ thế này nhá, anh lại nghĩ là biết đâu anh ta là người có gia giáo và lịch sự nữa, anh ta không muốn nhắc về một cái người cũ nào đó. Em đang nghĩ là trông ở một cái mặt tốt, đó là sự lịch sự. Người đàn ông mà không nhắc về người bạn gái cũ của mình chứng tỏ là họ rất gentleman anh mình lại đó. Đồng ý với em nè, em nhớ đây là cái đầu khi người ta đi du học ở nước ngoài, người ta văn minh người ta mới có được cái tư duy như vậy. Tức là nói về cái sự mà hợp á, tương xứng á, thì thực sự em với lại anh nó rất là hợp. Rất là hợp. Yeah, và em thích cái việc gia đình này nọ thứ, anh ta là người mà có thể làm chuyện đó rất tốt. Thiết kế nhà cửa, bài trí, tất cả mọi thứ. Rất là hợp với em về mọi thứ rồi. Family chị. Man. Mà, anh ta có độc thân hay không thôi. Mà lại là hát sát là ngọt ngào đúng không? Yeah. Mà nhìn anh nhìn em thì Milan rất là cũng là một người phụ thích, nữ. Thích sự ngọt ngào, chăm sóc. Đấy. Ngay cái câu đầu tiên anh ấy nói là gì? Anh muốn em biến em thành... Nữ hoàng. Okay. Thôi, đây là cái ý kiến đầu tiên ha. Okay, we move to the second one, please. I think he is perfect. But just wonder he is single or not. Đối với anh á, cái gì mà hoàn hảo quá nó cũng nguy hiểm lắm em. He's perfect family man. Too good to be true thì cũng mình cũng không không nên mạo hiểm. Nói thiệt là có rất là nhiều người ế là vì mọi người cứ nghĩ người ta quá hoàn hảo. Không đúng, chính xác. Tội nghiệp người ta, cái đó là người ta đúng. Nhiều khi người ta cũng muốn kiếm người yêu gần chết mà tại vì cứ thấy người ta siêu ông ai dám một bò vô. Có cái cảm giác anh này là người đàn ông của gia đình rồi. Thì đó. Chứ không có phải là không dám tới, nhưng mà cái cảm giác là anh này có chỉ là thật chỉ ra là... thế này nhá. Vấn đề là gu thôi. Nếu thật sự em thích thì tại sao lại không? Nhờ. Nhưng em nghĩ là không phải gu của bạn luôn. But I think from the three there, he's most compatible with you because he does look perfect and he plays music, he can make you feel good, and just standing there, he's smiling all the time. He has a good and heart. He has like the eye contact energy, whereas him, I feel no energy at all. Chemistry, right? Energy. There's now, chemistry between we them. Shall, he's really one to stand there. Then I think you should take a chance with Pine. Hopefully he's single. This is a CEO. He doesn't want to waste his time. Yeah. Time is gold. No wonder he's CEO. Last one, please. Có một cái gì đó rất là chân thành. Ra không phải là không quan tâm em, cảm giác là hơi shy. Khi mà ngay lập tức mình hỏi là thích không thì không lẽ là anh thích cũng hơi kỳ đúng không? Thì anh ta nói là có thể, nhưng mà khi anh ta nói có thể là ánh mắt anh ta nhìn em. No, but Mario, there's no connection, there's no chemistry. Like he didn't try to persuade us that he liked her. And he didn't
He looks like he's not happy to be here. He can't be shy, he's a model. Yeah, you know, no, yes, right? Because yeah, okay, you're okay. Catwalk, you take photograph. You know, if he stand there and he's shy, I don't see that. Maybe he's not interested. Mario thì anh thấy cũng dễ thương đấy, nhưng mà em cũng làm trong nghệ thuật. Em vấp ngã cùng với một người cũng trong nghệ thuật. Cho nên là anh nghĩ rằng Mario sẽ là một nhân tố mà em có dám risky một lần nữa để em thử với một người trong giới showbiz không? Chị thì vẫn luôn có cảm giác là Mario là một người có gia đình rồi. Tức là ít nhất là đã có chủ rồi, chị luôn cảm giác là như vậy. Em có sợ showbiz không bé? Bây giờ thì em sợ rồi. Sợ chứ? Ok, quý vị và các bạn thân mến, như vậy là tất cả mọi người đã đưa ra những cái lời chia sẻ rất chân thành. Và xin mời em về lại vị trí của mình. Khó quá. Ok, and ladies and gentlemen, I want you to choose one, the one and only, to XY is the best solution for her. One. Từ từ. Đi suy nghĩ. Ok, 10 seconds for thinking. Please. Em nghĩ là đây là gu của bé nè. Mình biết là gu rồi, nhưng mà vấn đề là cái người nào là người hợp nhất. 1, 2, 3, go. Trời ơi. Very fair. Good teamwork. 50-50 đó. 2 Pine and 2 Jung. Okay. Bây giờ họ sẽ trở lại sân khấu để chia sẻ những gì họ đang nghĩ trong đầu về em. Tất cả những lời nói này thường là làm cho cả khách mời và người chơi thay đổi suy nghĩ. Xin mời ba chàng trai trở lại. Ladies and gentlemen, năm chàng trai đã làm và khó đoán. Cẩn thận em ơi, không sẽ bị loãng choáng. Chúng ta sẽ nói những lời thật sự mà mình muốn chia sẻ với cô gái này. Và hãy cho cô ta biết vì sao nên chọn các bạn. Với Thế Trung đầu tiên. Tuy là trong tình yêu thì sẽ có rất là nhiều điều xảy ra và không ai là hoàn hảo cả. Nhưng cuộc sống thì nhiều màu sắc. Chọn anh, anh biết cách làm cho em hạnh phúc. Ê, sao tự nhiên nói cái mặt thiệt thiệt á. I told you this part will change anything. Nó là chân thành á. Doesn't change. Not yet. Chưa thay đổi được cô ta. Okay, Pine, it's your turn. So I've worked a lot of my life, so it's reaching a different stage in life. I mean, I think the hashtag says it all. Pine finds apple. You want to find someone to compliment you, be something different together. For me, I want to find a partner so that I can, you know, see the world together and enjoy the rest of my life. Chết rồi. Wow, không quý vị. Người ta nói là người ta đã làm nửa đời rồi. Bây giờ nằm trên một đống tiền mệt mỏi, không có ai ở bên, cần một người phụ nữ để nhìn cuộc sống thay đổi thế nào. Hãy làm người từ đây đến cuối đời của anh ấy, trời ơi, đúng tiêu chí rồi còn gì nữa. Thank you, Pine. Milan, if you don't pick him, I take him. I take him. I take him. Walk over me. Okay, me first, then I give you. Okay, we share. Yes. Mario, nói đi em. Anh đứng đây, trái tim anh đập rất là mạnh. Anh biết là anh không có giỏi ăn nói. Anh không dám hứa bất cứ một điều gì, nhưng anh chắc chắn có thể nói là lúc em khóc, anh sẽ cùng khóc cùng em. Và lúc em cười, anh sẽ cùng cười cùng em. Hey, he seems to be honest too, baby. Everyone seems to be honest. Mời khán giả bình chọn. Wow. 36 Pai, 36 Trung, 28 Mario. Cơ hội chia cho cả ba. Ladies and gentlemen, would you like to change your mind? Show me one more time. Who's you choose the best for her? 1, 2, 3. Pang, pang, pang. Không có gì thay đổi. Nothing gonna change your love for you. Okay. Bây giờ em sẽ phải lựa chọn trên
chính ý kiến của mình. Tất cả đều chỉ là những lựa chọn của họ mà thôi. Đây, đây là bó hoa hơn 5 triệu của chương trình gửi tặng cho em. Em sẽ gửi đến cho một chàng trai mà em nghĩ rằng người đó sẽ mua cho em một chục bó sau này. Choose one you like. Milan, you look and see what you feel when you look in their eyes. Thưa quý vị, và đây là khoảnh khắc kết đôi. Hy vọng chúng ta có một cái kết hợp lý. Những giây phút hồi hộp đến nghẹt thở khi đối mặt với sự lựa chọn giữa lý trí và con tim. Bó hoa sẽ trao về ai? Chúng ta sẽ biết sau ít phút dành cho quảng cáo. Sẽ trao về ai? Thế Trung, vị thiếu gia chân thành. Không ai là hoàn hảo cả. Anh biết cách làm cho em hạnh phúc. Tay, người đàn ông vững chãi. I want to find a partner so that I can see the world together and enjoy the rest of my life. Hay Mario, chàng trai sở hữu trái tim ngọt ngào. Lúc em khóc, anh sẽ khóc cùng em, và lúc em cười, anh sẽ cười cùng em. Người ấy sẽ là ai? Look at time, look at time first. Get away from her, please. Okay. Cảm ơn mọi người. See you later. Trời ơi, mọi việc xảy ra quá nhanh, tôi chưa kịp gì. Không được, nhưng không mà, được. Nhưng mà nhìn từ dưới lên cái bức hình nó rất là đẹp nha, hai người. Giống như cắt hết tất cả ra là cái bức hình xinh I đẹp. I have you, you have me. We are happy family. Má, anh phải nhìn cái lúc anh cười. Anh cười hạnh phúc lắm. Cái trời nụ cười kiểu, cực kỳ hạnh phúc kiểu, luôn. Cảm ơn đã chọn anh. Ồ, chết rồi. Bé, cho hỏi correct. Vì sao chọn anh ấy? Tim đập phải không? Dạ, em đập nhanh quá. Đập quá. Bình tĩnh, bình tĩnh. Heart beat so fast. Anh ấy như là cà phê á, làm cái em. Anh ấy như say cà phê sẩm. Phải không? Say sẩm luôn. Say cà phê kết luôn phải không? Kết liền. Thực sự ra thì em phân vân. Phân vân chứ. Giữa anh Trung với lại Pai. Đúng rồi. Lúc đầu em nghĩ Pai có gia đình rồi. Nhưng mà em lại nghĩ tới lời của chị Tiên. Tại sao một người CEO lại dấn thân vào cái game show như vậy? Rồi em lại suy nghĩ về Trung. Trung là một người đó khiến em rất thích, ngay cả về ngoại hình, về cái tính cách, về cách điềm đạm của anh ấy. Thực sự lúc đầu em thích anh Thế Trung rất nhiều. Đúng rồi. Nhưng mà em suy lại một điều nữa, em nghĩ là có thể thôi, cái điều này là maybe thôi, là anh ấy đã có gia đình rồi. Bởi vì là những người con trai Hà Nội mà em thường gặp á, đúng rồi, thì họ có gia đình rất sớm. Đúng, chính xác, chính xác. Xong rồi em đứng ở giữa, giữa Trung với lại Pai. Em lại nhìn qua anh Trung mà anh Trung vẫn không có một cái cảm giác gì với em. Còn với Pai thì em liều á. Liều ăn nhiều em. Dạ đúng, liều ăn nhiều. Có nghĩa là em cảm thấy anh ấy thực sự rất ấm áp. Anh ấy thực sự rất dễ thương. Khi mà em lên trên sân khấu, em nhìn anh ấy thì anh ấy nhìn em rất nhiều. Trong khi hai người kia hoàn đúng toàn không hề nhìn em luôn. Anh ấy là người duy nhất là eye contact với em rất nhiều nhất. Ok, cảm ơn em vì đã liều. Liều ăn nhiều, chúc em may mắn. Dạ. Chúng ta sẽ gặp lại các chàng trai. Và đầu tiên là Thế Trung. Bồ hay chồng cưng? Dạ chồng ạ. Hai đứa cưới được bao lâu rồi? Dạ, tụi em cưới nhau được vừa tròn một năm ngày cưới. Em trai, em là ai? Cho mọi người biết đi. Em là Thế Trung. Em sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Thì em có nhiều năm học tập và làm việc ở Ý. Thì em đã về nước được hơn 3 năm. Em hoạt động về cái công ty thiết kế riêng của em. Thì sau một năm đấy thì em gặp vợ em.
Thì thực ra thì hai vợ chồng gặp nhau cũng rất là tình cờ, bởi vì là em, trong suy nghĩ của em thì em chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ gặp một cái người con gái như này. Đấy. Như vợ này chồng... là như nào? Tức là có hai vợ chồng em là có nhiều thứ gần như là nó trái ngược nhau. Đấy. Tức là không bao giờ mình nghĩ là trong đầu mình, thường là mọi người là có sẽ có vạch ra những cái hình mẫu cho mình đúng không? Đấy. Thì ở đây là vợ em phá bỏ hết tất cả các quy tắc. Đấy, nhưng mà vợ chồng em cưới nhau và hạnh phúc. Nhưng mà ước ít ra thì cái gì làm cho tụi em yêu nhau? Phải thực sự nói là tiếng sét ái tình. Đầu tiên là bạn này tán tỉnh em, nhưng mà em đợi bạn tỏ tình lâu quá, cái em tán lại bạn luôn. Em tán cho bạn tỉnh luôn không? Trời, dễ thương lắm quá. Anh chân thành cho em xin phép gửi một thông điệp đến bạn người chơi. Bạn rất là xinh, nhưng mà hôm nay thì cho mình thay mặt bạn Thế Chung xin lỗi bạn. Nhưng mà mình cũng chúc bạn là sẽ mãi luôn xinh đẹp, thành công và sẽ gặp được một nửa của cuộc đời mình. Cứ mạnh dạn yêu. Bạn trai mà không tán được thì mình tán đổ lại, không sao cả. Rất là thích tâm điệp này nha, đúng không? Yêu đừng đợi chờ, kết là hốt. Hốt. Đúng không? Trời ơi, cảm ơn cưng. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Cảm ơn hai đứa nha, chúc dạ. may mắn và hạnh phúc nha. Dạ, cảm ơn anh, tụi em đã đến với chương trình. Xuất sắc. Bây giờ chúng ta sẽ đến với chàng trai tiếp theo, đó là Mario. Cho tôi hỏi là các bạn nghĩ gì về Mario? Only me. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp lại Mario. Baby, I told you he wore my crown. Trời ơi. Oh my god. Oh my goodness. Oh. Mọi người ơi. Năm nay chương trình thật là dễ sợ. Đã hai cái màu tím rồi, còn thêm một màu tím thứ ba, đúng là tím đậm. Trời ơi, giống thiên ma. Trời ơi. Hồi nãy tôi thấy cái dòng đội núm mà xoay xoay, tôi hơi nghi rồi. À, em tên là Mario Thành Tâm, hiện tại em là người mẫu tại thành phố Hồ Chí Minh. Cái điều gì xô đẩy em tới đây? À, thực sự thì nói về chương trình Người Ấy Là Ai thì là em đã nhận lời từ mùa 1 rồi. Nhưng mà đúng thực sự là ngày hôm nay đến đây thì em mới biết là có duyên, tự vì Hương Giang, chị Tóc Tiên, anh Mai Tiến Dũng và Lucas là những người đã truyền cảm hứng và những người em rất là thích. Ừ, anh chết rồi. Hương Giang, chị Tóc Tiên, anh Mai Tiến Dũng và Lucas là những người đã truyền cảm hứng và những người rất em rất là thích. Em rất là thích. Em rất ngưỡng mộ hai vợ chồng anh Thành, là anh Chiến Thành và chị Harry Won. Rất là hai vợ chồng nha, chứ không phải một mình anh đâu. Cũng không được nhận hào quang miếng nào, hốt được ở nhà ông vợ nó thôi. Thiệt tình. Nói giỡn chứ, khi nào em phát hiện em là người trong giới tính thứ ba? Cũng rất là lâu rồi, nhưng mà em không có come out với gia đình. Vì sao? Tại vì gia đình của em hơi khó. Nhưng mà cách em một tuần em đã tự thú rồi. Really? Mẹ em nói là đâu sao đâu con, con chỉ sống con hạnh phúc là mẹ thấy vui rồi. Có đang trong mối quan hệ nào với ai không? Em đang độc thân ạ. Đang độc thân. Lúc trước em có một cái tình yêu cũng đẹp, giống như bao người, tình yêu 4 năm rất là hạnh phúc. Đó, nó hết hạnh phúc từ khi em trở thành người mẫu. Vì người ấy nói ra là người mẫu không có tốt, sống quen người này kia. Em nói không phải, em đã giải thích rất là nhiều. Người ấy cũng là nhẹ nhàng và cũng chấp nhận. Tụi em chơi chung 3 người. Thì câu chuyện của em thì y chang như câu chuyện của MV của chị Hương Giang. Ba tụi em là ba người bạn rất là thân. Và em đi diễn, em gửi người yêu em cho bạn ấy, mày qua mày đi chơi giùm đi, tự vì tao đi show tao không có thời gian rảnh. Sợ anh giận. Dạ, cái xong rồi hai người yêu nhau lúc nào em cũng không hay. Oh my god. Và em quyết định em chia tay. Y chang. Cái xong rồi trong vòng 1 năm đó em cứ
loay hoay với công việc người mẫu của em không biết làm gì hết trơn á. Càng ngày công việc nó càng xuống dốc, em cũng không tập tành, em không tập gym, em không làm gì hết. Cho đến một ngày, người đó nhắn tin năn nỉ em quay lại. Lúc đó trong lòng em rất là còn thương và em quyết định em sẽ quay lại. Sao vậy? Em quay lại xong em từ bỏ công việc người mẫu của em. Đây là lần đầu này lỗi của em nha. Rồi tiếp nè. Lần đầu là lỗi của bạn kia chứ. Lần đầu lỗi bạn kia nha. Lần đầu lỗi bạn kia chứ. Em lại đi xin một công việc khác, bỏ luôn cái nghề người mẫu. Sau đó em đi làm thì bữa đó là nói là hôm nay tăng ca đến 2-3 giờ sáng rồi anh sẽ về sau này kia nọ. Nhưng mà bữa đó thì có công việc thì bên công ty nó không cho tăng ca nữa thì em về sớm. Thì về sớm vô nhà, thì em thấy bạn đó với bạn kia đang ôm nhau. Oh my god. Và em đã chia tay và không bao giờ quay lại. Và em nói với bạn đó một câu là sai một lần là tai nạn, nếu bạn còn sai đó là lựa chọn, nên anh không sai nữa. Sau đó thì em quyết định trở lại người mẫu. Em quyết định thi cuộc thi Nam Vương Việt Nam 2014 và em đã giải nhất. Và sau đó em đã theo nghề tới bây giờ. Xin lỗi em nhá, em vì chị mà sao lại vận vào đời em. Nhiều khi em biết câu chuyện tại em làm MV phải không? Nói thiệt đi. Không, rồi quan trọng là như vậy nè. Đến bây giờ em đã thức tỉnh và em đã biết cái giá trị của bản thân mình rồi. Cái chuyện kia nó không còn quan trọng nữa. Và em xứng đáng gặp được những người tốt hơn mà. Đúng vậy. Và qua câu chuyện bạn chia sẻ, chúng ta rút ra bài học gì? Chúng ta có thể gửi tất cả, gửi con, gửi xe, gửi chìa khóa, gửi này nọ, gửi nhà cũng được. Đừng gửi người yêu. Em biết là trên cuộc đời này á, thì ai cũng đã từng làm sai. Nhưng mà em biết chắc chắn hôm nay em đến chương trình người ấy là ai rất đúng. Và em muốn nhắn với một điều với người yêu cũ của em là bây giờ anh đã có tất cả, nhưng mà em biết được một điều là em sẽ không bao giờ có được anh. Chương trình của mình nè, tôi thấy là chương trình của mình nè, đến đây come out cũng có này, thể hiện tình cảm gia đình cũng có, để xin lỗi cũng có, ngày hôm nay để dằn mặt có luôn. Có luôn. Nhưng mà bạn đã rút ra rất nhiều kinh nghiệm rồi, bạn có thể nói một vài lời cho Milan được không? Những câu mà hồi nãy anh nói với em không phải anh diễn hoặc anh nói xạo, thực sự là anh với em có thể làm bạn nhau. Em lúc buồn có thể nhắn tin Facebook cho anh, hai đứa mình có thể tâm sự với nhau. Lúc chia em vui cái chuyện mà bị dụ đó phải không em? Bé nó cũng giống em. Xin chúc em hạnh phúc sau này. Thực sự thì lúc đầu nhá, em không có cảm giác gì hết á, nhưng mà cho đến cái vòng thứ hai anh chơi game á, em cảm nhận được một cái gì đó rất là ấm áp từ nơi anh. Và em hy vọng rằng anh sẽ truyền cái ấm áp đó cho tất cả những người thân xung quanh của anh và là người yêu tương lai cũng sắp tới của anh nữa. Cảm ơn em. Cảm ơn em nha. Bé có bao giờ em cũng giống như tan ca sớm nhào vô nhà thấy hai đứa đang ôm không em? Có bao giờ giống vậy? Dạ có. Có luôn? Dạ có. Trời đất ơi, y chang luôn vậy đó hả? Dạ. Tụi em còn ẩu đả với nhau. Ôi bé ơi, đừng bao giờ để chuyện nó xảy ra trong cuộc sống của mình nữa nhé. Và em biết là có nhiều người ngoài xã hội rất là kỳ thị những người thế giới thứ ba, nhưng mà em muốn nói một câu là mọi người hãy nhìn chúng tôi đi, chúng tôi là một người rất là bình thường, vẫn sống tốt cho xã hội, vẫn đang làm việc, thậm chí đẹp, đúng không? Không, nhưng mà cái này nha, cho chị nói tí xíu. Chị phải gửi lời cảm ơn sâu sắc tới một người mà mặc dù là chị xuất hiện rất nhỏ trong cái đoạn nói chuyện của em, đó là mẹ em. Phụ huynh mà để được nói cái câu đó là con là ai cũng được miễn sao con hạnh phúc. Cái em đang cần câu nói đó cho chính mình phải không? Câu nói đó rất rất là, thật sự chị rất là hạnh phúc cho em khi mà có một người mẹ. Mẹ em nói là đâu sao đâu con, con chỉ sống con hạnh phúc là mẹ thấy vui rồi. Chúc mừng em. Thưa quý vị, thật sự may mắn khi mình là con của bố mẹ mình. Và may mắn nhất là khi thật sự bố mẹ mình hiểu mình và chấp nhận mình là ai, dù mình là gì đi nữa. Thật sự cái điều đó, chân thành sẽ gặp người chân thành nha. Chúc em may mắn trong cuộc sống. Cảm ơn em đã đến với chương trình, chia sẻ những thông điệp rất là hay. Cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn mọi người. I love you. Đưa này. Chúc quảng cáo. Người ấy là ai? Ai? Ai?
Nãy giờ ba tím một đỏ rồi, không lẽ con bé phải ăn cua sốt tiêu đen suốt đời sao? Không lẽ lời Việt là có thật? Cho tôi biết các bạn nghĩ Pai là ai? Chưa bao giờ tôi thấy cánh đồng trước mắt tôi. Em thấy sao? Trong giây phút này em thấy tim đập nhanh quá mà vui quá. Trời ơi trời. Mister, how do you feel now? It's quite excited. Yes. Yeah. She's so pretty. Em rất dễ thương. Em rất thích đẹp. How long have you been single? Maybe a year. What did you do during that time? I work. Work. Too busy to. Too busy to do other things. Yeah. What about your last love? Maybe 2017. Okay, you don't need to remember about the watermelon anymore. You have the apple now. Yes. Còn em nghĩ gì về anh ta? Và cái điều gì là cái điều cuối cùng để em chọn anh ta? Em cảm nhận được một cái gì đó gọi là ấm áp từ tình thương gia đình ba em vừa mất. Cho nên là em thật sự rất cần người đàn ông có thể trưởng thành, có thể bảo bọc, che chở cho em. Những lúc mà em mệt mỏi, những lúc mà em vấp ngã, em có thể chỉ cần dựa vào vai anh ấy là em cảm thấy bình yên. Ok, I'll try. You try, uh-huh. I give you the flowers and the rest of the park is... Yeah, just do what you want to do. Say something. Thank you for choosing me. Hope to get to know you more. See what is what you like, what your interests are, and let's see where it goes from here. Yeah. Thank you, thank you. Thank you for the flowers. And you know what? As I told you before, if anytime you need some KOLs for your company, yeah, don't forget me. Yeah. Okay, let's go. Okay, okay. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là ngày hôm nay Milan đã có được linh cảm đúng và đã chọn đúng được chàng trai mà tôi tin chắc rằng là biết đâu họ sẽ có một mối quan hệ tốt đẹp sau này và sẽ được gửi tặng cho hai người chơi đã chọn đúng được một nửa còn lại, mỗi người một chiếc điện thoại của Realme. Và xin được cảm ơn Realme đã đồng hành cùng với chương trình. Và chúng tôi cũng đặc biệt cảm ơn đơn vị tài trợ chính của chương trình, đó là Cà Phê Kết, đã gắn kết các bạn lại với nhau. Và dĩ nhiên là Cà Phê Kết cũng sẽ tặng cho mỗi bạn một phần quà đặc biệt của nhà tài trợ. Hy vọng là các bạn sẽ có được thật là nhiều hạnh phúc và những điều may mắn sẽ đến với các bạn trong thời gian sắp tới. Xin cảm ơn Adam Store đã tài trợ trang phục cho các chàng trai của chúng tôi. Và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 21 giờ thứ 6 hàng tuần trên HTV2 V-Channel. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Cà phê kết, kết đi đừng ngại. Realme 3 luôn biến hóa, tỏa chất riêng, giá từ 3.990.000 đồng. Tập tiếp theo của chương trình Người ấy là ai? Giang khách mời bá đạo không tưởng. Ông ngoại già. Đừng có nói là mày bây giờ gia đình người ta đây. Ủa anh nói vậy khác nào anh nói là. Thôi bỏ luôn đi. Bỏ luôn đi. Câu chuyện nữ chính diễn biến không ngờ. Nếu mà chị thấy khó nói quá thì. Và hiện tại thì em là single mom. Và dàn thí sinh đẹp trai không thể chối từ. Cô
cùng đón xem Người Ấy Là Ai, phát sóng vào thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV2 V Channel.